Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 5, trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đơn vị này vừa kịp thời giúp đỡ hai người dân lỡ đường đi về quê thuận lợi. Trước đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 1 tháng 5, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc đang thực hiện nhiệm vụ tại km 859 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Phát hiện hai thanh niên, gồm một nam và một nữ trong bộ dạng áo quần ướt đẫm đang đi bộ. Trung tá Hoàng Kim Hữu, Trạm phó Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc cùng Tổ công tác Cảnh sát Giao thông hỏi thăm thì được biết hai người là Lê Anh Tuấn sinh năm 1999, quê quán huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ và Đào Thế Phương Trâm, sinh năm 2004, quê quán thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Tuấn và Trâm là hai anh em cùng cha khác mẹ, Trâm lấy họ và đăng ký hộ khẩu thường trú theo mẹ. Cả hai anh em vốn là công nhân tại tỉnh Bình Phước, nhưng do công ty hết việc nên bị cho nghỉ. Thất nghiệp hai anh em tìm đường về quê ở Phú Thọ. Tuy nhiên do không có tiền nên chỉ biết xin đi nhờ xe, nhưng đến Đèo Hải Vân thì phải xuống vào ngày hôm trước. Trong người còn 200.000 đồng nhưng đã bị mất trộm khi nằm ngủ trên đèo Hải Vân. Hai anh em Tuấn và Trâm phải đi bộ từ đèo Hải Vân đến vị trí gặp tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc với khoảng cách gần 30 km trong tình trạng cả ngày chưa được ăn uống. Tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc sau khi biết hoàn cảnh của họ đã nhanh chóng hỗ trợ hai anh em ăn uống, lộ phí đi đường và đón xe về Phú Thọ.